Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng Audio. Có địa chỉ tại số nhà 84B, ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và trước màn hình của các bác đây là hai chiếc âm ly Z-Saver Dial của hãng Sansui, có cái mã model là 8080 và 9090, đang có mặt tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang giảm giá cũng là sale cho bác mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Và thoáng nhìn qua thì em Tuấn Hưởng cũng xin được đố các bác biết đâu là con Omni 8080 và đâu là con Omni 9090 các bác. Và tất nhiên thì các bác rất nhiều các bác mới chơi thì các bác không thể phân biệt ra đâu là con 8080 và đâu là con 9090. Nhưng mà để với các bác có cái kinh nghiệm lâu năm cũng như là các bác đã biết qua về dòng này rồi thì các bác chỉ cần nhìn cái bộ lúm lút thôi là các bác đã biết đâu là con 90 các bác nhé, đâu là con 80. Và cái lớp vỏ gỗ thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đã tháo sẵn ra đây rồi để cho các bác tiện quan sát về phần nội thất của chiếc âm ly trong buổi tối ngày hôm nay. Hai con, một con thì có sắt xi màu vàng 7 màu, một con thì sắt xi màu trắng các bác nhé. Con 8080 thì có sắt xi màu trắng, còn con 9090 là sắt xi 7 màu cực đẹp. Tất cả thì còn rất là zin, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì bảo hành bao zin xịn cho các bác. Với cái dòng âm ly Z-Saver Dial này thì các bác ghép được rất nhiều các dòng loa, đặc biệt với những dòng loa cổ của Pioler hay là Sansui thì rất là hay các bác nhé. Các bác thì hay ghép với những dòng loa 77A, 88A và 99A. Thì cả những dòng này thì các bác ghép vào những dòng loa JB, Bass 30 thì hay là Bass 30 quay đầu thì rất là hay này. Đấy, gần như âm ly thì ghép được rất nhiều các dòng loa. Bác thấy thì sắt xi của hai con này thì gần như là không có một điểm trừ này. Đấy, sắt xi đẹp long lanh luôn. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi để phục vụ đam mê cho các bác. Và hai con này thì đều là bản xuất Mỹ, sử dụng với nguồn điện là 120V các bác nhé. Đây là bản xuất Mỹ đây ạ. Omni Z-Saver có cái mã model là 8080. Hai con này thì đều bắt được tất cả các sóng đài hiện đang có mặt tại trên lãnh thổ Việt Nam. Đấy, các bác cái cắm điện vào cái giải đèn màu xanh của nó cực kỳ là đẹp này. Và hai kim vu vẩy theo tín hiệu nhạc và hai kim vu là bắt sóng đài các bác nhé. Tất cả thì được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Với dòng này thì các bác hai chiếc ly này thì các bác có thể đánh được một lúc được hai cặp loa cùng một lúc. ABC là ba cầu loa riêng biệt, A cộng B và A cộng C các bác nhé. Các bác có thể chơi được hai đôi loa cùng một lúc. Mặt thì cực kỳ là đẹp, gần như là không có một lốt muỗi đốt. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng để phục vụ đam mê cho các bác. Chỉnh tất cả là ba giải trên máy bát này, mic chép. Đấy, các bác thì tùy theo cái tinh chỉnh cái đôi tai của mình, khi các bác thích nghe cái tiếng bát mạnh mẽ hơn hay là cái tiếng chung của nó lên cao hơn hay là tiếng chép thì các bác tùy các bác tinh chỉnh theo cái đôi tai của mình các bác nhé. Đấy, âm ly thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì gần như là không có một điểm trừ rồi, đều là bản xuất Mỹ, sử dụng với nguồn điện là 120V. Đẹp xuất sắc, đẹp leng keng xà beng. Máy rất là lặng các bác nhé. Từ A đến Z cực kỳ là đẹp này. Đây là cầu loa các bác nhé. Cầu loa này sử dụng với nguồn điện là 120V. Con này thì công suất của nó là 520W, bản rất là hiếm trên thị trường. Đấy, đây là chiếc 9090, cũng là bản xuất Mỹ này, công suất 750W. Đây là cũng bản cực kỳ là hiếm các bác nhá, đánh một lúc được hai cặp loa cùng một lúc A cộng B và A cộng C, chạy với là 8 con sò san ken, sò zin theo máy này. Tất cả cực kỳ là đẹp luôn. Sắt xi thì gần như là rất là hiếm các bác gặp được những con như này các bác nhé.
Con này thì sashi màu trắng nhưng mà sashi của nó vẫn còn đẹp lắm các bác ạ. Và em Tuấn Hưởng thì cũng xin báo giá luôn trong video clip buổi tối ngày hôm nay các bác nhé, để cho các bác được biết lắm bắt cái mức giá của tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng. Đầu tiên em Tuấn Hưởng xin được báo giá chiếc âm ly Sansui 8080. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để giao lưu với các bác mức giá là 27.500.000 đồng. Bản đặc biệt công suất rất là khỏe, 520W. Và đến con 9090 sashi 7 màu, công suất là 750W. Với mức giá tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng là 33.500.000 đồng các bác nhé. Và tất nhiên cái mức giá này cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đã bao gồm phí ship toàn quốc cho bác rồi. Và các bác là quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082-774-TQ1. Đặc biệt bên em Tuấn Hưởng có đầy đủ tất cả các mẫu âm ly để phục vụ đam mê cho các bác. Từ những dòng âm ly đài hay là âm ly bán dẫn, Acufei, Lockman, đầy đủ các bác nhé. Mà răng hay là đề lông này, đầy đủ tất cả các âm ly từ bé đến to để phục vụ đam mê cho các bác. Và video clip buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng cũng xin để kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bất chút thời gian quan tâm. Xin kính chào lại các bác trong video tiếp theo.